Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Hồng Vân. Hiện giờ Hello, đang sống xin ở... chào các bạn. Hiện giờ mình đang sống ở Đài Loan. Xin chào Đài Loan. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình làm clip. Mình muốn chia sẻ tới các bạn những món ăn của Đài Loan. Mướp xào hến. Mướp xào hến. Ăn với lại mì sợi nhuyễn. Còn Đài Loan người ta thường ăn mì này vào những dịp sinh nhật. Mì sinh nhật. Hoặc là làm mừng tuổi của ba mẹ. Mình mới chia sẻ các bạn món này. Thì đây là nguyên liệu của mình. Mời các bạn cùng xem nha. Đây là nguyên liệu của mình. Con hến này đã được nhả hết cát rồi bạn. Đã nhả qua đêm rồi, bây giờ mình chỉ cần lát mình chà rửa lại cho nó vị ngoài cho nó sạch sẽ là được rồi. Còn đây thì mình muốn giới thiệu với các bạn, đây là cọng mì của Đài Loan ha. Mì sợi nhuyễn, người ta có tiếng phổ thông gọi là men xiên ha. Cái men xiên này là người ta ăn vào những cái dịp sinh nhật nè. Ba mẹ làm mừng thọ tuổi ba mẹ nè. Rồi bình thường thì các món ăn này, những cọng mì này bình thường cũng ăn rất là tốt ha. Rồi mình cũng chuẩn bị nguyên liệu, đây là có tỏi và gừng ha. Và đây là tôm khô, hành lá, dầu mè ha. Đây là nhân vật chính ha, chai mướp. Và đây ít ốc chó nha, bỏ miếng ốc chó vô cho nó béo béo ha. Mình chuẩn bị chảo sẵn rồi. Và bây giờ nguyên liệu mình sẽ đi chuẩn bị nha. Các bạn cùng xem mình làm nha. Rồi, tới công đoạn xào. Bỏ lửa lên cho nóng chảo nha. Sau đó mình cho một ít dầu mè vô. Nè, cho cũng tỏi. Gừng. Đầu hành xào cho nó thơm. Thơm quá các bạn. Tôm khô mình bỏ nước đi nha. Tôm khô ốc gió vô mình xào. Ốc chó tiếng phổ thông gọi là hở thảo nha các bạn. Rồi chút cho mình cho mướp đi xào nha. Rồi
cho miếng muối. Cho nước nóng vô nó xèo. Để cho nó sôi lên nha. Cua đầy luôn các bạn, cua đầy một lon đầy tràn luôn, đầy đặn yêu thương. Quen cái tật vừa làm vừa lâu rồi các bạn, thông cảm em nha. Rồi mình vớt bỏ phần bọt này nha các bạn. Nó đầu mở miệng này đó. Mùi hồng mè rất là thơm. Còn thêm mùi tôm khô. Miếng muối này mình đi ăn một tí xíu muối thôi, mình không có ăn bột ngọt nha. Bạn nào ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt. Rồi. Và sau đây mình bắt nồi nước lên nha, mình bắt nồi nước sôi. Mì này mình cũng rửa sơ qua cho nó bớt mặn, tại vì trong bên trong nó có miếng muối á, cái mì này nó hơi mặn mặn. Cho nên là mình phải rửa sơ qua. Đánh tơi còn mì nó cho nó dính chùm. Mì này không luộc lâu nha các bạn. Mì này vô nước thì nước sôi xong rồi bỏ vô, sau đó cho nó sôi, thấy nó bùng bột lên là được rồi. Con mì này mà luộc lâu quá thì nó sẽ thành cháo luôn. Nên. Rồi, mì chín rồi, mình vớt ra nè. Trước khi vớt ra trong mấy cái chén mình có để một ít dầu mè ha. Mì này lấy ra là phải bỏ miếng dầu mè trộn trộn nó lên, chứ không thôi là nó dính cục hết. Mình lấy cái muỗng lượt nước này nè. Luộc nó đi. Nhà mình có 3 người, mình làm 3 phần nha. Bây giờ mình bắt đầu ăn mì.
Nay mình bắt đầu ăn mì. Mì mẹ nấu. Mì mẹ nấu. Đây nè các bạn, tô mì mình nấu xong. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Mình có cho miếng ớt sa tế vô. Cho nên là cay cay. Tôi ăn, con ăn đi. Tôi con múc con ăn đi. Con ăn con cái vỏ con ốc con bỏ. Cái vỏ con ốc con bỏ vô trong cái dĩa nha. Ok. Đây, các bạn. Miếng thịt hả nha. Ngon không? Ngon không? Con ăn thử đi. Con hến này giống gì nó mặn ngon, sẵn rồi. Ăn được. Ăn cùng con. Ăn mời cùng con. Mời các bà, mời cô chú ăn cùng con. Cùng cô chú ăn cùng con. Giống vậy nó ngoài biển nó mặn sẵn rồi, cho nên mình chỉ có bỏ tí xíu muối. Mình không có bỏ nhiều muối. Với lại nó ngọt, cho nên mình không có nêm bột ngọt. Gia đình chồng mình không có ăn bột ngọt các bạn. Cho nên còn mình nhà mình không có mua bột ngọt. Đây là cọng mì. Nãy mình luộc. Rồi con ngồi con ăn của con đi, con đổ nha, con ăn của con nha. Con muốn vô quay cùng mình. Chưa không thôi con ngồi con ăn với ba đi. Mẹ quay mình được rồi. Con nói nó không. Nhìn các bạn. Miếng mướp cay cay. Mướp ngọt thanh thanh. Ngon. Ngon quá. Ngon quá, con ăn nhiều vô nha. Ok. Mùa nóng á, ăn cái mì này nấu vậy nè, nó gọn mà nó dễ ăn. Cái vỏ ốc mình rửa sạch mình mới dám đưa vô miệng được. Cái nhà có em bé á, thường thường vỏ ốc thì nhất định nó sẽ đóng một lớp rêu đúng không ạ? Bất cứ cái gì sống ngoài biển nước chạy tới chạy lui hoài nhất định sẽ đóng rêu. Mẹ ơi. Như sao vậy ta? Sống ngoài biển ngoài suối nó thường thường hay đóng rêu á. Cái rêu nó nhiều lúc mình nấu nó sẽ rớt ra. Cho nên mình mua về mình ngâm miếng giấm, miếng ớt cho nó nhổ cát ra. Sao con? Cua xanh chừa. Con muốn lấy xanh giấy hả? Ừ. Xanh giấy ba lấy giùm con. Ba ba lấy giùm con xanh giấy nha. Cay. Chồng mình bỏ ớt cho mình nhiều quá. Khi nào không cay. Cảm ơn con. Nhìn thịt hến. Đây. Mama, cái dao không cần chà chuột à? Mama, cái dao thay chỉ thay chà chuột à? Đúng rồi, lâu ghế không được lau miệng ha. Ngon không các bạn? Rồi con ăn đi, con ăn giỏi các bạn. Okay. Coi nha.
ăn nó bùi bùi nó ngon mà nó có đầy đủ chất dinh dưỡng. Ăn luôn miếng tỏi luôn. Tỏi thơm không? Chứ đừng bỏ tủ lạnh. Để được lâu lắm bạn. Tỏi mà để tủ lạnh phải không? Để được lâu không có bị hư. Với lại bây giờ mùa dịch nè, đâu có được đi ra chợ hoài. Nhưng mà để nha, trong nhà mua nhiều quá để nhà nhất định sẽ uổng lắm, nó hư hết. Cho nên để tủ lạnh. Tuy nó ngả màu vàng nhưng mà cái độ thơm của nó, cái độ cay cho nó không có thay đổi. Nó cũng không bự nữa ba. Ăn xong rồi mới được làm cái đó con nha. Ok, hảo, hảo, đúng rồi. Bỏ dầu mè vô rất là thơm luôn, thơm mùi dầu mè. Thơm quá thơm. Đến nào bây giờ thịt khăn đau bỏ. Cái nước của nó nè, cái nước nó uống rất là lạ, nó vừa cay nó vừa béo, nó mùi thơm mùi con hến. Mẹ đang ăn cay, lát nữa mẹ uống xong. Cay. Ngon mà cay. Cái này cay. Có ốc chó vô không? Nó béo quá, cái cành nó béo. Việt Nam bỏ đậu phộng cũng được. Việt Nam mình thấy mẹ mình, em mình nấu hay bỏ đậu phộng. Cái này là rất nước. Và cái này là cà phê. Ăn hết rồi các bạn. Nhiều cay, ngon. Ngon. Rồi thì clip của mình dừng lại tại đây nha. Mình tên là Hồng Dân. Hồng Dân vào bếp. Hồng Dân vào bếp của cuộc sống Đài Loan. Các bạn nếu mà thích clip này thì các bạn cho mình một nút chia sẻ, một cái thích. Và nhớ bấm chuông cà lem. Ý lộn, bấm chuông clip cho mình. Bấm chuông để sau này, sau này mình có làm clip á, để thì nó sẽ báo cho các bạn biết là clip, cái clip tới rồi nha. Mình dừng tại đây nha các bạn. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.